hiện tượng luân hồi, những câu chuyện về những kiếp sống trước và các trải nghiệm ngoài thân xác. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề đầy bí ẩn và thú vị, hiện tượng luân hồi. Có thể bạn đã nghe đến khái niệm này qua các bộ phim, sách vở hoặc những câu chuyện kỳ bí mà người ta truyền tai nhau. Luân hồi, hay còn được hiểu là sự tái sinh, là quan niệm cho rằng linh hồn con người không chỉ sống một lần duy nhất mà còn trải qua nhiều kiếp sống khác nhau. Thực tế, nhiều người tin rằng những gì chúng ta trải qua trong kiếp này sẽ ảnh hưởng đến kiếp sau của chúng ta, tạo nên một chu kỳ bất tận. Hãy nghĩ đến những câu chuyện mà bạn đã nghe, từ những đứa trẻ có thể nhớ về những kiếp sống trước đến những trải nghiệm ngoài thân xác mà nhiều người đã trải qua. Những câu chuyện này không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn được hỗ trợ bởi nhiều nghiên cứu, hiện tượng thực tế trong đời sống. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về luân hồi, từ những câu chuyện cảm động về kiếp sống trước cho đến những trải nghiệm mà con người đã từng có. Hãy cùng nhau mở rộng tầm hiểu biết và khám phá những điều huyền bí đang chờ đón chúng ta. 1. Giới thiệu về hiện tượng luân hồi. Khái niệm luân hồi. Luân hồi là một khái niệm tâm linh rất phổ biến, đặc biệt trong các tôn giáo phương Đông như Phật giáo và Hindu giáo. Theo những giáo lý này, linh hồn của mỗi người không chỉ đơn giản là một thực thể duy nhất trong một kiếp sống, mà nó sẽ tiếp tục tái sinh qua nhiều hình thức khác nhau. Điều này có nghĩa là sau khi chết, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể và tìm kiếm một cơ thể mới để tiếp tục hành trình của mình. Nói một cách đơn giản, luân hồi là hành trình của linh hồn từ kiếp này sang kiếp khác. Nguồn gốc của niềm tin. Niềm tin vào luân hồi không chỉ có mặt trong các tôn giáo lớn mà còn được khẳng định trong nhiều nền văn hóa cổ đại. Ở Ấn Độ, Hindu giáo và Phật giáo đều nhấn mạnh đến khái niệm này. Các văn bản cổ như Veda và Upanishad mô tả chi tiết về quy trình tái sinh và sự nghiệp của linh hồn. Ở phương Tây, mặc dù niềm tin này không phổ biến như trong các tôn giáo phương Đông, nhưng những tư tưởng triết học của Pythagoras hay Plato cũng đã đề cập đến khái niệm về linh hồn và sự tái sinh. Vai trò của luân hồi trong đời sống con người. Luân hồi không chỉ đơn thuần là một lý thuyết trừu tượng, mà nó còn có ảnh hưởng sâu sắc đến cách sống và hành xử của con người. Nhiều người tin rằng việc hiểu rõ về các kiếp sống trước có thể giúp họ cải thiện cuộc sống hiện tại, hành động tốt hơn và sống có ý nghĩa hơn. Đó là lý do tại sao các bậc thầy tâm linh thường khuyên mọi người nên sống một cuộc đời có trách nhiệm và đầy yêu thương, vì mọi hành động sẽ có hệ quả trong các kiếp sống sau. Luân hồi và kiếp lý nhân quả. Mối quan hệ giữa hành động và quả báo trong các kiếp sống được thể hiện rất rõ qua triết lý nhân quả. Mỗi hành động chúng ta thực hiện trong kiếp này sẽ dẫn đến những hậu quả tương ứng trong kiếp sống sau. Ví dụ, nếu một người sống thiện lương và giúp đỡ người khác, thì theo quan niệm luân hồi, họ sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong kiếp sống tiếp theo. Trái lại, những hành động tiêu cực có thể dẫn đến những trải nghiệm đau khổ trong kiếp sống mới. Các hình thức trải nghiệm luân hồi. Có nhiều phương pháp để khám phá hiện tượng luân hồi, từ thiền định đến thôi miên. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu về ký ức kiếp sống trước. Các nhà nghiên cứu như Dr. Brian West đã thực hiện nhiều cuộc hồi quy và ghi lại những trải nghiệm của các bệnh nhân, từ đó phát hiện ra những ký ức từ những kiếp sống xa xôi. Những trải nghiệm này không chỉ thú vị mà còn mở ra nhiều câu hỏi về sự tồn tại của linh hồn và quá trình luân hồi. 2. Những câu chuyện về kiếp sống trước. Câu chuyện của trẻ em nhớ về kiếp sống trước. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất là của James Leninger, một cậu bé ở Mỹ. Từ khi còn nhỏ, James thường nói về việc đã từng là một phi công trong Thế chiến II. Cậu kể lại chi tiết về những chiếc máy bay và những trận chiến mà mình đã trải qua, khiến cha mẹ cậu rất kinh ngạc. Khi họ điều tra, họ phát hiện ra rằng những thông tin mà James cung cấp hoàn toàn chính xác, và điều này đã khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về khả năng hồi tưởng ký ức từ kiếp sống trước. Trải nghiệm hồi tưởng của người lớn. Có rất nhiều người lớn cũng đã trải qua các trải nghiệm hồi tưởng tương tự. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Helen Wambach, một nhà tâm lý học. Trong quá trình liệu pháp hồi quy, bà đã ghi lại hàng trăm trường hợp của những người nhớ lại kiếp sống trước. Họ mô tả những cuộc sống khác nhau, từ những người nông dân đến quý tộc. Những trải nghiệm này không chỉ thú vị mà còn làm nổi bật lên việc con người có thể có những ký ức ẩn giấu sâu bên trong mà chính họ cũng không hay biết. Kiếp sống trước trong văn hóa dân gian. Nhiều nền văn hóa đã có những truyền thuyết về luân hồi từ rất lâu. Ở Việt Nam, chúng ta có thể nghe đến câu chuyện của một số nhân vật trong dân gian như nàng Tiểu Vũ, người được cho là đã sống nhiều kiếp khác nhau. Các câu chuyện này không chỉ phản ánh niềm tin vào luân hồi mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về nhân quả và cách sống. Tương tác giữa các kiếp sống. Một khía cạnh thú vị của luân hồi là sự tương tác giữa các kiếp sống.
Nhiều người tin rằng các mối quan hệ trong kiếp hiện tại có thể là kết quả của những mối quan hệ từ kiếp sống trước. Chẳng hạn, hai người có thể là bạn bè hoặc đối tác trong kiếp này, nhưng trong một kiếp trước, họ có thể đã là kẻ thù. Điều này có thể giải thích cho một số mối quan hệ phức tạp mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Hậu quả của kiếp sống trước. Rất nhiều người cho rằng những ký ức từ kiếp sống trước có thể ảnh hưởng đến hành vi và quyết định trong kiếp hiện tại. Ví dụ, một người có thể cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân với một số tình huống cụ thể, như đi máy bay hay bơi lội. Những nỗi sợ này có thể là dấu hiệu của những trải nghiệm không tốt trong kiếp trước. Nhiều nhà tâm lý học đã sử dụng các kỹ thuật hồi quy để giúp bệnh nhân giải quyết những nỗi sợ hãi này và sống một cuộc sống thoải mái hơn. 3. Các trải nghiệm ngoài thân xác. Khái niệm trải nghiệm ngoài thân xác, OBE. Trải nghiệm ngoài thân xác, hay OBE, là một hiện tượng mà trong đó một người cảm thấy như linh hồn của mình tách rời khỏi cơ thể vật lý. Nhiều người mô tả cảm giác nhẹ nhàng, tự do khi rời khỏi cơ thể và có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Điều thú vị là hiện tượng này không chỉ xảy ra trong các trường hợp cận kề cái chết mà còn trong nhiều tình huống khác như khi thiền hoặc trong giấc ngủ. Cách thức diễn ra OBE. Có nhiều lý do dẫn đến trải nghiệm OBE. Một số người có thể trải qua OBE trong những tình huống căng thẳng như tai nạn hoặc ốm nặng, khi cơ thể gần như ở trạng thái hôn mê. Chẳng hạn, một người đàn ông tên là Dr. Kenneth Rin đã ghi lại câu chuyện của một bệnh nhân trải qua OBE trong một ca phẫu thuật. Bệnh nhân này đã mô tả lại chi tiết những gì đã xảy ra trong phòng mổ, mặc dù lúc đó anh ta được cho là đã mất ý thức. Các nghiên cứu về OBE. Có nhiều nghiên cứu khoa học đã được thực hiện để tìm hiểu về OBE. Những nghiên cứu này thường tập trung vào việc xác định xem liệu có thể đo lường hoặc giải thích hiện tượng này bằng các phương pháp khoa học hay không. Một nghiên cứu nổi tiếng do Dr. Champagne thực hiện đã chỉ ra rằng nhiều người có trải nghiệm OBE khi họ gần đến cái chết. Họ mô tả việc có thể nhìn thấy và nghe thấy mọi thứ xung quanh mình, mặc dù lúc đó họ đã được xác định là đã chết lâm sàng. Trải nghiệm OBE trong các nền văn hóa khác nhau. OBE không chỉ xuất hiện trong những trường hợp y tế mà còn được nhắc đến trong nhiều nền văn hóa. Ở phương Tây, nhiều người đã kể về những trải nghiệm ngoài thân xác trong các buổi thiền hoặc trong trạng thái sâu khi ngủ. Trong khi đó, ở các nền văn hóa khác, như một số bộ tộc bản địa ở châu Mỹ, OBE thường được xem như một phương tiện để kết nối với thế giới tinh thần và tìm kiếm sự hướng dẫn từ các linh hồn. Tác động của OBE đến cuộc sống hiện tại. Nhiều người tin rằng những trải nghiệm OBE có thể thay đổi quan điểm sống của họ. Họ thường cảm thấy không còn sợ hãi trước cái chết và có một cái nhìn mới về cuộc sống. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người trải qua OBE thường có xu hướng sống tích cực hơn và cảm thấy kết nối sâu sắc hơn với cuộc sống và người khác. Họ cảm thấy rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì chúng ta thấy ở bề ngoài mà còn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu khác. 4. Luân hồi và khoa học. Những nghiên cứu khoa học về luân hồi. Mặc dù luân hồi chủ yếu là một khái niệm tâm linh, nhưng trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu khoa học đã được thực hiện để tìm hiểu về hiện tượng này. Một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực này là tiến sĩ Ian Stevenson, người đã dành hơn 30 năm để điều tra những trường hợp trẻ em có ký ức về kiếp sống trước. Ông đã thu thập hàng trăm câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới, trong đó nhiều trường hợp trẻ em mô tả chi tiết về cuộc sống và cái chết của những người khác. Một ví dụ đáng chú ý là câu chuyện của một cậu bé ở Ấn Độ, người đã nói rằng mình là một phi công trong Thế chiến II. Khi tiến sĩ Stevenson điều tra, ông phát hiện ra rằng những gì cậu bé mô tả hoàn toàn chính xác, khiến nhiều người phải xem xét lại niềm tin vào luân hồi. Sự liên kết giữa tâm linh và khoa học. Một trong những điểm thú vị nhất về nghiên cứu luân hồi là sự giao thoa giữa khoa học và tâm linh. Nhiều nhà nghiên cứu đang tìm cách kết hợp hai lĩnh vực này để khám phá sâu hơn về bản chất của linh hồn và quá trình tái sinh. Một trong những nghiên cứu đáng chú ý là của tiến sĩ Jim Tucker, người kế thừa công việc của tiến sĩ Stevenson tại Đại học Virginia. Ông đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về các trường hợp trẻ em nhớ lại kiếp sống trước và đã xuất bản nhiều cuốn sách về chủ đề này. Những phát hiện của ông đã mở ra một cánh cửa mới cho sự hiểu biết về luân hồi và linh hồn. Phê phán và tranh luận xung quanh luân hồi. Mặc dù có nhiều nghiên cứu hỗ trợ cho khái niệm luân hồi, nhưng cũng không thiếu những ý kiến phản bác từ giới khoa học. Một số nhà khoa học cho rằng những trải nghiệm này có thể giải thích bằng các hiện tượng tâm lý như trí nhớ sai lệch, hoặc đơn giản là sự gợi nhớ về những câu chuyện từ cha mẹ hoặc sách vở. Họ cũng chỉ ra rằng thiếu bằng chứng cụ thể và lặp lại về luân hồi khiến việc chấp nhận khái niệm này trở nên khó khăn. Một ví dụ là nghiên cứu của nhà tâm lý học Richard Wiseman.
người đã thực hiện nhiều thử nghiệm để kiểm tra tính xác thực của các trải nghiệm gần gũi với cái chết và cho rằng chúng có thể được giải thích bằng cách khác. Tác động của khoa học đến niềm tin về luân hồi. Khoa học đã có tác động lớn đến cách nhìn nhận về luân hồi trong xã hội hiện đại. Nhiều người giờ đây cảm thấy thoải mái hơn khi khám phá các khía cạnh tâm linh nhờ vào sự hỗ trợ của các nghiên cứu khoa học. Ví dụ, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy rằng ngày càng nhiều người trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận các khái niệm tâm linh như luân hồi và trải nghiệm ngoài thân xác. Điều này cho thấy rằng, mặc dù có nhiều tranh cãi, nhưng nghiên cứu khoa học có thể giúp mở rộng tầm hiểu biết về những khía cạnh chưa được lý giải của cuộc sống. Tương lai của nghiên cứu về luân hồi. Nhìn về tương lai, nghiên cứu về luân hồi có thể sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng. Các nhà khoa học có thể sẽ sử dụng công nghệ mới như máy quét não và trí tuệ nhân tạo để tìm hiểu sâu hơn về trạng thái ý thức và các trải nghiệm tâm linh. Một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu kết hợp các kỹ thuật hình ảnh não bộ để theo dõi hoạt động của não trong các trạng thái thiền định hoặc trải nghiệm gần cái chết, nhằm tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ nào giữa các trải nghiệm về luân hồi hay không. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ và phương pháp nghiên cứu, có thể chúng ta sẽ có thêm những phát hiện thú vị và đột phá trong lĩnh vực này. 5. Kết luận. Tóm tắt những điểm chính. Nhìn chung, luân hồi và các trải nghiệm ngoài thân xác không chỉ là những khái niệm trừu tượng mà còn là một phần quan trọng trong việc hiểu về cuộc sống và sự tồn tại của con người. Những câu chuyện về kiếp sống trước, những nghiên cứu khoa học và những tranh luận xung quanh hiện tượng này đã mở ra một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa tâm linh và khoa học. Những khía cạnh này không chỉ thú vị mà còn đầy cảm hứng, khiến chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa thực sự của cuộc sống và hành trình của linh hồn. Luân hồi như một phần của hành trình tâm linh. Luân hồi không chỉ đơn thuần là một lý thuyết mà còn là một phần của hành trình tâm linh mà mỗi người đều trải qua. Nó nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa tất cả mọi người và mọi sinh vật trên trái đất. Khi hiểu về luân hồi, chúng ta có thể sống có trách nhiệm hơn, làm những điều tốt đẹp hơn và hướng tới sự phát triển tâm linh. Điều này có thể dẫn đến một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Sự kết nối giữa các cá nhân qua các kiếp sống. Luân hồi cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong cuộc sống. Những kết nối giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên, có thể chúng ta đã gặp nhau trong những kiếp sống trước. Điều này có thể giải thích cho những mối quan hệ đặc biệt mà chúng ta có với một số người, và cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những xung đột và thử thách mà chúng ta gặp phải trong các mối quan hệ hiện tại. Sự nhận thức này có thể mang lại cho chúng ta cái nhìn rộng hơn về cách mà chúng ta tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Khuyến khích nghiên cứu thêm về luân hồi. Cuối cùng, tôi kêu gọi mọi người mở lòng và tìm hiểu thêm về các khái niệm như luân hồi và trải nghiệm ngoài thân xác. Chúng ta sống trong một thế giới đa dạng và đầy bí ẩn, và việc khám phá những điều này có thể không chỉ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn về cuộc sống mà còn tạo ra một sự kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Bằng cách này, chúng ta có thể phát triển tâm linh và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Hiện tượng luân hồi là một chủ đề thú vị và đầy ý nghĩa, mở ra cho chúng ta nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống và tâm linh. Những câu chuyện về kiếp sống trước và các trải nghiệm ngoài thân xác không chỉ kích thích trí tưởng tượng mà còn khơi dậy sự tìm tòi và khám phá trong mỗi người. Chúng cho thấy rằng cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra trong hiện tại mà còn là một hành trình liên tục, nơi mà mỗi hành động đều có tác động và hậu quả. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa tâm linh và khoa học trong nghiên cứu về luân hồi cũng mở ra một cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về chính mình và thế giới xung quanh. Qua đó, chúng ta có thể nhận ra rằng việc chấp nhận các khái niệm như luân hồi có thể giúp chúng ta sống có ý thức hơn, yêu thương và tôn trọng nhau hơn trong mỗi hành động hàng ngày. Cuối cùng, hiểu về luân hồi có thể là một nguồn cảm hứng để mỗi người hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa và kết nối sâu sắc với những người khác, từ đó tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Trong hành trình tìm hiểu về hiện tượng luân hồi và những câu chuyện liên quan, chúng ta đã khám phá ra nhiều khía cạnh thú vị về cuộc sống và linh hồn con người. Những câu chuyện về kiếp sống trước, trải nghiệm ngoài thân xác và những tác động của chúng đến cuộc sống hiện tại đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về thế giới xung quanh. Có lẽ, niềm tin vào luân hồi không chỉ là một tín ngưỡng tâm linh mà còn là một cách để chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Luân hồi và các trải nghiệm ngoài thân xác không chỉ là những câu chuyện kỳ bí mà còn chứa đựng những bài học quý giá về tình yêu, lòng nhân ái và trách nhiệm. Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm những suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc về hành trình của linh hồn trong vũ trụ bao la. Hãy luôn mở lòng để đón nhận những điều kỳ diệu và khám phá thêm nhiều bí ẩn của cuộc sống.